Đây là mình có 300 g đường cát, đường cát trắng nha, và 300 g nước. Bây giờ mình sẽ nấu sôi cái phần nước đường này lên nha. Rồi nước đường sôi lên mình sẽ giảm lửa nhỏ nhất nha. Rồi mình sẽ nấu lửa liu riu như vậy khoảng 15 phút nữa là mình tắt lửa là được nha. Ở đây là mình có là 200 g bột bánh dẻo nha. Bột bánh dẻo là cái bột nếp rang chín rồi đó. Mình sử dụng là 400 g nước đường nha. Ở đây mình có là 200 g mè đen nha. Bây giờ mình rang lên bằng chảo hoặc là mình rang bằng lò nướng cũng được nha. Giờ mình sẽ bỏ vô lò nướng. Mình nướng khoảng 10 phút. 170 độ C 10 phút nha. Là mè của mình nó chín. 10 phút sau thì mè của mình nó đã chín rồi nè. Mình ăn thử mình sẽ thấy nó rất là giòn và nó có mùi thơm nha. 170 độ C hoặc là 180 độ C 10 phút thôi là mè của mình nó chín. Rồi bây giờ mình sẽ đi xào cái mè này với lại đường nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho mè vô cái nồi nha. 200 g mè thì mình sẽ sử dụng khoảng 100 g đường nha. Rồi bây giờ mình sẽ xào cái hỗn hợp này lên để cho nó ngấm đường và đường nó tan ra hết nha. Lúc sau thì đường của mình nó sẽ chảy ra như thế này nha. Nhưng mà khi nó nguội nó sẽ cứng lại. Nên mình có thể thêm vô đây một ít nước. Mình xào đến khi cái phần đường này nó khô queo lại luôn nha. Mình xào đến khi cái phần đường nó rút hết vô như thế này là được nha. Nhớ xào lửa nhỏ, nhớ là xào lửa nhỏ thôi, nó sẽ bị khét. Trong lúc nó còn ấm, hơi ấm ấm thì mình nặng nhân luôn nha, mình nặng hình tròn luôn. Mình sử dụng nguyên hạt cũng được, hoặc là mình bỏ vào máy xay sinh tố mình xay nát ra cũng được nha. Mình thích cái nào thì mình làm cái đó. Rồi cái mè của mình nó đã xào đường xong rồi. Giờ mình sẽ nặn nó nha. Mình muốn cho nó dính á, mình sẽ cho một ít bột nếp rang chín vô nha. Nếp rang chín là bột bánh dẻo á. Mình cho ít nước đường vô. Mình cho đến khi mình nắng được là được nha.
tôi sử dụng cái khuôn này nha. Mình cho bột vô. Rồi lăn bột vô cái phần biết không? Lăn bột cái phần bánh nha. Lăn bột tháo. Lát nữa mình dễ lấy ra. Bánh trung thu rất là ngon luôn á mọi người ơi. Mọi người hãy làm theo công thức này đi, nó sẽ ngon lắm luôn. Đẹp luôn và rất là ngon luôn. Vậy là mình đã làm xong bánh trung thu mè đen. Rất là ngon luôn.